Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào chiều tối ngày hôm qua giữa một xe khách và một xe 16 chỗ đang thay lốp trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Tính cho đến thời điểm này, vụ tai nạn đã khiến ít nhất một người chết và 6 người bị thương. Theo thông tin ban đầu khoảng 18 giờ ngày 29 tháng 8, xe 16 chỗ mang biển kiểm soát 53S1212 lưu thông trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây khi đi đến đoạn km 15 cộng 400 thuộc địa bàn huyện Bến Lức, Long An, xe bị nổ lốp nên dừng lại sát ra phân cách. Trong lúc tài xế xe 16 chỗ đang cho đội xe lên thay lốp thì bất ngờ xe khách 45 chỗ mang biển kiểm soát 63K 5438 chở công nhân lưu thông cùng chiều tông mạnh vào đuôi xe 16 chỗ. Cú tông làm xe khách chở công nhân vỡ nát phần đầu, riêng xe 16 chỗ bẹp rúm phần đuôi. Nhiều hành khách đã nháo nhào kêu cứu, lực lượng cứu hộ đường cao tốc phải cậy cửa đưa các nạn nhân trên xe 16 chỗ ra ngoài. Vụ tai nạn đã làm 7 người trên xe 16 chỗ bị thương nặng, trong đó có một người tử vong trên đường đến bệnh viện. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Long An điều tra làm rõ. Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, hiện trường vẫn chưa được giải quyết xong.